Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền tổ quốc. Tiếp tục đến với clip tối nay của kênh Bonsai Lê Nguyên chúng em nha. Sẽ giao lưu tiếp tục một lô đồ đầm mới về cho bà con mình ha. Mến chào anh Lợi ơi. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lê Nguyên của em ngày hôm nay nha. Tiếp tục hôm nay là clip thứ 227 nha bà con. Và buổi tối em sẽ phát sóng cho bà con mình nha. Để giao lưu qua số điện thoại em là 0772 877278 nha. Hôm nay cũng về một số đồ đồng xưa cũ để giao lưu cho bà con mình nha. Và đầu tiên cho em xin giới thiệu là mã số 1G nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, đây là một cái bình cổ Pháp xưa nha. Đây bình cổ tỏi của Pháp xưa nha bà con, rất là đẹp nha. Đây hàng này mình chà đóng lên rất là đẹp nha bà con. Rồi chiều cao này của nó là 21 nha. Hoành bụng này là 23. Còn cái hoành nhỏ eo chỗ này là khoảng 6 phân thôi nha bà con. Đây bảo đảm bao cho bà con mình là đàn cổ Pháp xưa. Nếu không phải hàng cổ Pháp xưa thì bà con mình cứ hoàn trả về cho em không tốn 1.000 phí ship nào luôn nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Đây dập rất là có duyên nha. Mà đen đen với đít là gì anh? Cái này là tại nơi thời gian nó dính mà mình chà nó ra hết nha bà con. Không sao nha. Đây, người ta qua sử dụng người ta dính hàng kia ha. Hàng làm tích nha bà con, bảo đảm cho bà con mình luôn nha. Cái này cân nặng của nó là khoảng 400g nha. Đây cái bình của Pháp xưa nha. Giá của nó là 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây bảo đảm bao cho bà con mình luôn nha. Về mình test hàng luôn nha. Nếu bà con mình ai đó không phải hàng của Pháp mà bà con mình cứ hoàn trả lại cho em. Rồi đến với mã số 2G. Đây là cũng một cái bình bông Pháp xưa luôn, rất là đẹp nha bà con. Đây cái nước đồng của nó bà con mình dòm nó là nó khác liền nha. Nó bóng ló là rất đẹp nha. Hàng này tuổi đời nó cũng khoảng mấy chục năm rồi nha bà con. Chiều cao này của nó là 22. Hoành bụng này là 30 nha. Đây cái hoành cổ này của nó khoảng 8 phân thôi. Đây còn cái miệng này khoảng 5 phân. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Rễ này làm tích hết luôn nha. Đây nó có dập có một cái chữ gì rất là đẹp nha bà con. Đây rất là dày rất là đẹp nha. Cái này cân nặng này của nó nha bà con là khoảng là 800g nha. Giá 1.600.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây 1.600.000 thôi. Đây một cái bình củ tỏi nhỏ luôn, rất là đẹp luôn, dòm rất là có duyên nha bà con. Đây bằng đồng nguyên chất luôn nha. Đây chiều cao này là 16 nha bà con. Đây hoành bụng này là khoảng là 19 thôi. Còn cái hoành eo cổ nhỏ trên này là khoảng hơn nhỏ hơn 5 phân tí xíu nha. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây mặt dưới đít đây. Đây bà con xem kỹ giùm em làm tích luôn nha. Rồi cái này cân nặng của nó là khoảng là nửa ký đây, 400g thôi. Đây nhẹ ra. Rồi giá của nó là 600.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây 600.000 đồng thôi nha. Rồi tiếp theo đến với mã số 4G. Đây cũng là một cái bình rất là đẹp luôn. Đây hàng nào của Pháp thì em mới bảo đảm cho bà con mình luôn nha. Con mình yên tâm. Chiều cao này của nó là 17 nha bà con. Đây đường kính miệng là 6 phân rưỡi. Hoành bụng này là 35. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây màu vàng của nó, cái nước vàng nước sáng của nó rất là khác luôn. Đây bà con xem kỹ giùm em. Chỉ đáy đây. Nước đồng của nó rất là tốt nha bà con. Đây, rất là sáng nha. Cân nặng của nó khoảng 800g nha bà con. 800g. Rồi giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây 1.400.000 đồng thôi nha. Đến với mã số 5G. Đây là cũng là một cái bình đá Pháp xưa rất là đẹp luôn nha bà con. Đây bao cho bà con mình bảo đảm luôn nha, không phải hàng Pháp bà con mình hoàn trả lại cho em. Đây không tốn 1.000 đồng phí ship nào luôn. Đây cái này cân nặng của nó là 2kg nha bà con. Rồi chiều cao này của nó nha là 33. Đây cái hoành bụng này là 59 nha bà con. Còn hoành cổ ở trên này của nó là khoảng là 17. Đây rất là đẹp nha. Đây hàng cổ Pháp xưa, bao cho bà con mình về mình test luôn. Đây rất là đẹp nha. Đây cân nặng là 2kg. Đây mặt dưới đáy này bà con xem kỹ giùm em. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Đây, rồi giá của nó nha là 3.200.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây 3.200.000 đồng thôi nha. Rồi tiếp theo. Đây đến với mã số 6G. Một cái sông trầm rất là đẹp luôn, sông trầm kỳ lân nha bà con. Đây long lân. Đây ba chân nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Đây 6 xã 66G nha. Đây long lăng ba chân rất đẹp luôn này G nha. Chiều cao này của nó là 20. Đây cái hoành bụng này của nó là 37 nha. Mẹ em đo hạo cho bà con mình thôi. Đây hoành miệng này là đường kính miệng là 8 phân. Đây ba chân rất là đẹp luôn nha bà con. Xem kỹ giùm em nha. Đây mặt dưới đáy đây. Cái này là 2.4 triệu hả anh Lợi? Đúng rồi, cái này có giá 2.4 triệu nha bà con. Cái vừa rồi thì em cũng đã giao lưu rồi nha.
thì mới về được thêm một cái nữa nha bà con. Cái vừa rồi thì em đã lưu rồi, còn một cái nữa thôi. Này cũng rất là ít nha, cân nặng của nó là 1 kg 3. Đây, rất là đẹp luôn nha bà con. Hình trái cầu. Rồi 2.400.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Rồi đến với mã số tiếp theo là mã số 7G. Đây em có về một cái tháp nha, kim tử tháp. Cái tháp này là tháp của Lý Tịnh nha bà con. Cái này thì nó nhỏ nha. Nhỏ cái, hơn cái hôm qua xíu thôi. Cái vừa rồi thì em cũng đã giao lưu nhưng mà nó to hơn. Cái này thì nhỏ nha bà con. Chiều cao này của nó là 29 nha. Đây hoành đế này của nó là 21. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây đồng nguyên chất bao cho bà con mình về mình test luôn. Bên trong đây. Đây hàng này bà con mình về mình trưng phong thủy rất đẹp nha. Có đóng mấy cái chữ tàu nữa nha. Cân nặng của nó là 1 kg. Giá là 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Đây 1.500.000 đồng thôi nha bà con. Rồi tiếp theo đến với mã số 8G. Đây một con rồng nhã ngọc rất là đẹp luôn. Đây. Chiều cao này nha bà con của nó là 13. Cái hoành tổng này nha. Hoành tổng này của nó là khoảng là 32. Đây rồng này nhỏ thôi nha bà con. Đây rồng nhã ngọc rồng mini. Đồng nguyên chất nha, rất là đẹp luôn. Đây. Cái này cân nặng của nó 1 kg nha. Mặt trái đây bà con xem kỹ giùm em. Đây, rất là đẹp luôn nha bà con. Rất là đặc nặng nha. Giá 900.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo, mã số 9G. Đây một cái sông trầm hoa sen rất đẹp nha bà con. Đây bà con xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn nha. Hàng này mình về mình để trầm hương vào nha. Trầm treo. Chiều cao là 25. Đây đường kính ngang là 18 nha. Hoành tổng em đo này là 41. Đây đồng nguyên chất bao cho bà con mình về luôn thử luôn nha. Chỉ có cái dây này là nó bằng sắt mình chì thôi. Đây. Cái này bà con mình tháo ra để cái trầm hương vào đây. Mình đốt nha. Nó có cái mắt này thôi. Giờ mới rất là đẹp để trên bàn phòng khách, bàn làm việc rất đẹp nha bà con. Để đây, con xem kỹ giùm em bằng đồng hết luôn nha. Những con ốc đó luôn. Rất là đẹp nha bà con. Này thì cân nặng của nó là 1 kg nha. Giá là 2.100.000 đồng bao ship cho bà con mình luôn nha. 2.100.000 đồng thôi. Rồi mã số 10G. Đây em còn một cái bình hồ lô nữa nha, rất là đẹp luôn, xong trầm treo hồ lô đây. Cũng là bằng đồng luôn nha bà con. Giờ rất là có duyên nha. Cái này thì cân nặng 1 kg luôn nha bà con. Chiều cao này của nó là 25. Đường kính ngang này là 18 nha. Đây hoành đế này của nó tổng là luôn là khoảng là 42, 41 đi. Đây hàng này thì mình dẫn cái này ra. Nó rất là sát nha, mình để trầm hương vào. Cái này mình để đứng lên, mình để trầm hương vào đây nha bà con. Cái đó mình về mình để đứng lên nha bà con. Đây mình dẫn lên là mình xài thôi. Đây để trầm hương vào nha. Rồi giá của nó là 1.700.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình nha. Bình hồ lô đây kìa, trầm treo nha bà con. Em chỉ còn một cái hồ lô duy nhất thôi. Rồi, đây trầm treo hàng Nga ha. 11G đây, trầm treo hàng Nga rất đẹp luôn. Đây là cái hoa sen nha. Đây hàng Nga đang múa, đang rất đẹp nha bà con. Đây nhìn này, rất cái đế là bằng gỗ nha. Chiều cao này luôn nha là 31. Chiều đường kính ngang này là 26 nha bà con. Đây tổng hoành đế của nó là 65. Bốn cái bọm chân này là bằng đồng hết. Đây bốn chân bằng đồng, có mặt này bằng gỗ đây nha. Đây hoa sen rất là đẹp luôn. Đây này để trên bàn mình chân là rất là đẹp luôn nha bà con. Đây giờ rất là có duyên nha. Bàn phòng khách, bàn làm việc của nhà mình nha, rất đẹp. Cái này cân nặng của nó nha bà con là 2 kg. Giá là 3.100.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Hàng Nga nha bà con. Rồi hàng Nga muối dến trăng nha. Rồi đến với mã số là 12G. Đây một cái bình trà xưa nha. Đồng nguyên si. Đây đồng nguyên chất luôn nha. Cái cán thì bằng gỗ thôi. 12 con giáp rất đẹp luôn. Chiều cao này là 19. Cái hoành cổ eo nhỏ này là 30 nha. Đây rất là đẹp nha bà con. Xung quanh là đã đắp nổi những con giáp đây nha, 12 con giáp. Dầm rất là đẹp luôn. Lục giác nha. Đây, bên trong đây con kỹ giùm em. Cái này thì cân nặng của nó nha bà con là khoảng là 1 kg nha. 1 kg thôi. Đây, giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. 1.600.000 đồng nha. Đến tiếp theo mã số 13G. Một cái sông trầm rất là đẹp luôn, này là bằng đồng đỏ nha bà con. Đây. Cái này là sông trầm con rồng nha. Ba con rồng. Này là con này kiểu dáng là như là che chút gì đó nha. Chiều cao này là 15. Em đo hoành tổng của nó luôn là 38 nha bà con. Đây rất là đẹp luôn. Đồng đỏ thì số lượng nó rất ít nha, không có nhiều. Đây bà con xem kỹ giùm em. Giờ nó rất là đẹp nha. Đấy đây.
đây rất là đẹp luôn nha con. Cái này cân nặng của nó nha là 1 kg mốt, giá là 1.900.000 bao ship cho bà con mình luôn, 1.900.000 thôi nha. Mã số 15G là một con rồng giữ tiền rất là đẹp luôn nha bà con. Đây con rồng nằm trên thổi vàng, bà con mình thử cầm sưu tầm những hàng này về giữ tiền cho nhà gia chủ mình luôn, rất là tốt phong thủy trong nhà nha. Chiều cao là 19, vành tổng này là 39 nha bà con. Đây rất là đẹp luôn nha, dòm rất là có duyên, rất là hồn luôn. Đây cái đáy đây con nhìn kỹ giùm em, rất là nặng nha. Đây lành tích nha bà con, cân nặng là 2 kg 8 nha, 2 kg 8, giá là 1.800.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây 1.800.000 đồng thôi nha. Rồi mã tiếp theo là một con cá chép, mã số 16G. Đây cá chép vàng luôn, rất là đẹp luôn. Đây cá chép vàng nằm trên thổi vàng luôn nha bà con. Đây chiều cao này của nó nha là 22. Đây chiều dài con cá chép nha bà con, chiều dài cá chép là 20-26 nha. Tổng hoành thổi vàng này là 47, rất đẹp nha. Đây những cái dãy của nó là đồng tiền không nha bà con. Cân nặng là 2 kg 8 luôn, đi trừ hao cho bà con mình luôn. Mặt đế đây bà con xem kỹ giùm em. Đây một cái mộc nha, bên đây là 4 chữ tàu hỏi luôn. Giá của nó là 2.100.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, 2.100.000 đồng thôi, bằng đồng nguyên chất luôn nha. Rồi đến với mã số là 17G. Đây cũng là một cái bình này rất là đẹp luôn. Đây giống như là một cái ché nha bà con, nhưng mà bằng đồng nha. Đây như một cái ché bằng đồng, dòng rất là đẹp luôn. Hàng này cũng hàng xưa nha. Rồi cân nặng là 1 kg 8 nha bà con, chiều cao là 19 nha. Đây hoành miệng này là 9 phân thôi, hoành bụng này là 42. Đường kính miệng nha. Đây đường kính miệng là 9 phân nha, hoành bụng 42. Những đường hoa văn nắp nổi rất là đẹp nha bà con. Đây này giống như là một cái ché bằng đồng nha, chỉ đáy đây. Những cái khía này làm những như một những cái che đường lại nha bà con, dòm rất là đẹp nha, dòm rất là nghệ thuật. Đây là hai cái bọn của nó thôi. Rồi giá là 1.500.000 thôi nha bà con, 1.500.000 bao ship bao bà con mình về mình test luôn. Mã số 18 nha, rất là đẹp, một cái đồ cắm nhang. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Đây mình dắt nhang lên đó nha, mình dắt nhang mình cúng đó nha bà con, rất là đẹp, để những bàn chỗ ông địa rồi đó nha. Hoặc đem về mình để viết cũng được. Đúng rồi, để viết cũng vẫn được luôn nha bà con. Này là 4 con ngựa mã đáo nha, cân nặng của nó là khoảng 700g nha. Chiều cao này là 9 phân đi, đường kính miệng 7 phân rưỡi, hoành tổng là 25 nha. Đắt nổi những con ngựa bà con xem đây, rất là đẹp nha. Đây giá của nó cũng rất là hữu nghị luôn, chỉ có 600.000 đồng thôi. Đây 600.000 bao của ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã tiếp theo, mã số 19G nha, một cái sông trầm đầu rồng rất đẹp nha bà con. Đây bà con xem kỹ giùm em, đồng nguyên chất luôn nha. Đây nguyên cái đầu rồng, ngóc lên trời rất đẹp. Chiều cao này là 14 đi. Đây. Hoành tổng này là 31 nha. Đây cái này thì tầm trung. Đường kính này là 8 phân nha bà con, đường kính 8 phân. Đây, con xem kỹ giùm em mặt đáy, đế đây. Rất đẹp nha. Còn những hoa văn nó rất là đẹp luôn nha bà con. Cân nặng của nó thì khoảng là 600g thôi nha, giá 900.000 bao ship cho bà con này luôn. Đây một con rồng nha. Rồi tiếp theo mã số là 20. Đây 20G nha, cũng một cái sông trầm long lăng. Cái này thì tầm trung thôi. Đây sông long trân châu rất là đẹp luôn nha. Chiều cao này là 19 nha bà con, hoành tổng này của nó nha là 38. Đây rất là đẹp nha. Đây đây những con rồng đây, rồng và trân châu đây nha, hai con rồng bên đây, hai con ở đây nha, rất là đẹp. Đấy đây, đây sông long trân châu, trên đây là con kỳ lân. Cái này thì cân nặng của nó thì khoảng là 900g để trừ hao cho bà con mình luôn. Rồi giá 1.200.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha, rất là hữu nghị vừa chơi cho bà con mình nha. Rồi đến cái mã tiếp theo, đây em có một về một hai cái quýt nha. Đây quýt đầu tiên là mã số 21G, đây là quýt rồng nha bà con. Bà con mình này mình hợp tuổi thì mình về mua về mình chơi mình chân là mình đem theo bỏ trong người rất là đẹp nha. Đây một cái quýt rồng và một cái quýt thủy, đây bà con xem giùm em. Đây đây nãy giờ là đàng hoàng, này là nó chạy bằng cơ nha bà con, hàng này chạy bằng cơ nha. Đây này là quýt rồng rất là đẹp luôn, này chữ số là mã nha. Đây, mình đo chiều đường kính một cái quýt nha. Cái này thì này hàng bỏ túi nha, đường kính là khoảng là 5 phân thôi nha bà con. Rồi cái quýt thủy bên cái này cũng tương đương thôi. Xem kỹ ha. Đây bà con xem kỹ giùm em. Mở ra luôn anh. Đây quá đẹp ha. Đây hàng này mình để dành mình chơi phong thủy trong nhà rất là đẹp, mình treo trên xem theo mình nha. Này bằng đồng hết luôn nha bà con. Rồi báo mã số giùm em từng cái cho anh quýt rồng mã mấy.
quýt gồng là mã số 21 nha, còn quýt khỉ là 22. Một cái là 500.000 bao khối ship toàn quốc luôn nha. Chốt một cặp thì 900 hay sao anh? Đây, nếu một cặp thì em sẽ giảm tiền cà phê cho bà con mình yên tâm luôn. Đây, nó đang chạy rất là đều, rất là mạnh luôn nha bà con. Đây, hai cái đang chạy đi nha. Rồi. 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 Rồi, cái tiếp theo. Đây, tiếp theo là mã số 23 là em có một cái mâm. Đây, mâm đồng luôn nha bà con, rất là đẹp nha. Để chữ ngay lại anh ơi. Đây. Mâm này là mâm Tứ Linh. Đây, Tứ Linh rất là đẹp nha. Đây, hàng này em cũng giao lưu khá nhiều rồi. Đây, lâu lâu sưu tầm về được có vài cái thôi, chứ không có số lượng nhiều không nha. Đây, Long Lăng Quy Phụng, chữ chính giữa là chữ Phước nha. Đường kính này là của nó là 52. Đây, cân nặng 1.3 kg nha. Rất là đẹp luôn nha bà con. Cầm nổi giờ rất là đẹp, bà con quay kề gần cho bà con xem kỹ đi nha. Xung quanh là những con giáp. Đây, bà con xem kỹ giùm em. Những cái đường nét rất là đẹp luôn nha. Rồi, cho em xin giá luôn lại đi. Đây, cái này thì tương đương thôi, cũng 1.300.000 đồng bao cái ship cho bà con rồi luôn nha. Mặt phía sau đây nha bà con. Đây, bằng đồng nguyên chất luôn nha, bao cho bà con mình về mình kiểm tra hàng luôn nha. Đây, đồng cái mâm thứ hai là mâm là Thuận Bờm Xuôi Gió nha bà con. Rất là đẹp nha, cũng tương đương thôi 1.300.000. Đây, cân nặng đường kính cũng tương đương thôi nha. Rồi, 1.300.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đến với mã tiếp theo, mã số là 15 gào. Ủa, mã số 25 gào nha, một cái quạt đây, rất là đẹp luôn nha. Cuối clip luôn nha bà con. Này cũng cuối clip hôm nay luôn. Chiều cao này là 66 nha bà con. Đây, chiều dài này là 120 đi, 120 nha. Anh Hùng Tương Ngộ rất đẹp nha bà con. Qua dân chạm nổi rất là đẹp luôn nha. Đây, đường nét rất là tinh vi, treo tường lên là rất là đẹp luôn. Có hồn lắm nha bà con. Đây. Rồi, cho em tham khảo mặt sau luôn anh ơi. Đây, mặt phía sau lưng đây bà con xem kỹ giùm em. Có cái móc ở mình treo tường luôn nha bà con. Quạt này có giá bao nhiêu anh? Cái này giao lưu bà con có giá là 3.300.000 đồng nha. Bao cũng ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Trọng lượng bao nhiêu luôn? Đây, trọng lượng nặng của nó là 2.3 kg đi. 2.3 kg đi nha bà con. Hàng này căng trường hao cho bà con hết rồi nha. Cái này cũng là cái cuối clip ngày hôm nay nha. Cây Kiển Lan Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua nha. Và anh xin hẹn lại clip tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Mến chào tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh Bonsai Lan Nguyên chúng em vào thường ngày nha bà con. Và buổi trưa và buổi tối như thường lệ, em xin trân trọng và cảm ơn ạ.